Galaxy S và Galaxy Note vào năm sau, Samsung vẫn đều đặn cho ra mắt một phiên bản mới của dòng Galaxy S vào dịp đầu năm và Galaxy Note vào dịp cuối năm, như một cách để giúp hãng luôn có sản phẩm mới trên phân khúc smartphone cao cấp. Tuy nhiên, giờ đây thị trường smartphone đang dần trở nên bão hòa về cấu hình, thiết kế lẫn tính năng thì Samsung cũng không ngoại lệ. Khi phiên bản Galaxy Note ra mắt vào dịp cuối năm không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản Galaxy S trước đó, cả về cấu hình lẫn tính năng nhiều nhà phân tích thị trường nhận xét rằng Galaxy S chỉ là phiên bản bước đệm để Samsung ra mắt phiên bản Galaxy Note hoàn hảo mới vào mỗi dịp cuối năm, do vậy việc tồn tại cả hai dòng sản phẩm cao cấp này dường như là điều không thực sự cần thiết với Samsung, không loại trừ khả năng Samsung sẽ hợp nhất dòng smartphone Galaxy S và Galaxy Note bắt đầu từ năm sau. Trước đó, tại sự kiện ra mắt Galaxy S10 diễn ra hồi tháng 2 vừa qua, Samsung đã công khai thừa nhận những nghi ngờ của mình về thương hiệu Galaxy S11 cho rằng 11 phiên bản là quá dài cho một thương hiệu sản phẩm và tiết lộ khả năng sẽ không còn xuất hiện phiên bản Galaxy S11 vào năm tới. Theo nguồn tin của Evern Plus, Samsung sẽ thay thế dòng Galaxy Note bằng dòng smartphone màn hình gập của hãng, mở màn bằng chiếc smartphone Galaxy Fold vừa được bán ra tại Hàn Quốc gần đây. Nếu thông tin này là chính xác thì Samsung sẽ đầu tư mạnh hơn vào smartphone màn hình gập và ra mắt các phiên bản mới vào mỗi dịp cuối năm, tương tự như thời điểm ra mắt các phiên bản Galaxy Note trước đây.